Những vườn bưởi Tiến Vua ở Yên Bình đang mùa rực rỡ sắc hoa, hương thơm ngào ngạt. Đây là lúc nông dân tất bật thụ phấn cho hoa để tạo nên mùa quả ngọt. Bà Lưu Thị Nhâm ở xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đang cùng các chị em trong thôn cần mẫn thụ phấn hoa cho vườn bưởi. Những đôi tay thuần thoát như những con ong, cánh bướm nhẹ nhàng chấm lên từng cánh hoa bưởi. Hoa bưởi chỉ nở rộ từ 10 đến 20 ngày nên bà con vừa thụ phấn cho hoa, vừa chăm sóc bón phân cho cây khỏe, đậu nhiều quả. Để kịp thời cho vụ, các hộ dân ở đây phải thuê thêm người từ những địa phương lân cận đến để hỗ trợ thụ phấn cho hoa. Việc thụ phấn bổ sung cho hoa bưởi không khó, nhưng phải tỉ mỉ, mất nhiều thời gian và còn phải phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết. Thụ bằng trước có cái bông này đâu, mà nó còn bằng cái que tăm với cái kim băng cài bông vào ấy. Còn năm nay cũng phải hơn chục năm rồi đấy. Cái công việc này thì nó cũng nặng nhọc thì nó cũng không nặng nhọc đâu, nhưng mà nó yêu cầu là phải tỉ mỉ. Từ lâu, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nổi tiếng với đặc sản bưởi Tiến Vua. Hiện cả xã có trên 400 hectare bưởi. Năm 2023, cây bưởi lại thu nhập hơn 50 tỷ đồng cho người nông dân. Khoảng chục năm trở lại đây, nhờ được cán bộ khuyến nông hướng dẫn, nên bà con đã áp dụng kỹ thuật thụ phấn chéo, giúp cây bưởi đậu quả nhiều hơn, chất lượng quả thơm ngon hơn trước. Trước kia là cây bưởi của mình là nó tự nhiên, thì là nó đỗ, tỷ lệ đỗ là rất thấp. Thế xong là nhờ bên khoa học kỹ thuật thì người ta cho mình là thụ phấn chéo, thì cây bưởi nó mới là đạt được kết quả cao. Thì là trái thì nó đều cây, thế chứ còn nếu không để cho nó tự nhiên thì là nó không được đều. Nhờ vào kỹ thuật thụ phấn chéo đã góp phần hồi sinh vùng bưởi quý Đại Minh. Cách làm này mang lại hiệu quả rõ ràng, quả bưởi mọng hơn, vị ngọt mát, thơm ngon đến từ công lao chăm chút, đầu tư và thành loại cây làm giàu. Hiện sản phẩm bưởi Đại Minh được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao và được xác định là cây trồng chủ lực của huyện Yên Bình. Để nâng cao được chất lượng của bưởi thì đối với chính quyền địa phương vẫn tiếp tục phối hợp với các đơn vị nâng cao cái giá trị của bưởi. Như vừa rồi thì Viện Rau quả Trung ương tiếp tục lên triển khai thực hiện dự án trên địa bàn xã để chống cái khô tép bưởi, thì được bà con nhân dân trên địa bàn xã là rất là hưởng ứng và thực hiện làm theo. Thì là mô hình đã được triển khai trong vòng 2 năm để nâng cao giá trị của quả bưởi Đại Minh, thì chính quyền địa phương tiếp tục là mời các đơn vị, các nhà chức năng tiếp tục là về đầu tư hướng dẫn bà con nhân dân để làm sao mà nâng cao được chất lượng của bưởi để gắn với du lịch vùng Hồ Thác Bà. Hiện nay, ngành nông nghiệp huyện phối hợp với các xã khuyến khích người nông dân mở rộng diện tích trồng bưởi, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa, chuyển giao khoa học kỹ thuật từ khâu trồng, chăm sóc, thụ phấn đến lựa chọn cây giống chất lượng cao, sạch bệnh để nhân ra diện rộng. Từng bước xây dựng được thương hiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại, giúp cho sản phẩm tiếp cận được với thị trường rộng lớn hơn.